Em xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu gầm cao 7 chỗ máy xăng bản full Đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe Sản xuất là 2015, đăng ký biển tỉnh, bao rút hồ sơ Với chiếc xe có ngoại thất là màu trắng nội thất ghế da màu đen cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va không ngập nước bào trách test toàn quốc mọi nơi trên toàn quốc và có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe và để chi tiết cụ thể thì các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ thông tin đầy đủ chiếc xe hiện đang có mặt tại Lam Việt Auto địa chỉ đơn vị là số 18 Thành Thái Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội với chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì vẫn có bảo hành cho chị và các bạn trên văn bản, bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Cam kết cũng rõ ràng luôn. Những cái chi tiết về phần ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng rất đẹp anh chị ạ. Với Santa Fe thì nó có hai phiên bản động cơ để anh chị và các bạn lựa chọn. Động cơ máy xăng là 2.4 và động cơ máy dầu là 2.2 lít với chi tiết thì ở trong bản xăng thì nó cũng có bản tiêu chuẩn và bản cao cấp thì bản em giới thiệu cho anh chị và các bạn đây nó cũng là bản cao cấp nhất có trang bị mâm đúc hợp kim đa chấu cũng như là phần nốt lát của chiếc xe vẫn còn rất là dày gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ rồi bậc lên xuống là bậc cứng rồi Đấy, tổng quan chi tiết em sẽ quay qua để anh chị bạn có thể tham quan qua về các phần cánh cửa cũng như là phần chất lượng của chiếc xe các phím điều chỉnh lên xuống kính rồi chỉnh gương nhớ ghế. Xe thì có trang bị nhớ hai vị trí ghế và ghế chỉnh điện đa hướng, ghế lái và ghế phụ. Đây là những cái chi tiết tính năng an toàn của chiếc xe, chống chân trượt rồi hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đây là những cái chi tiết là vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua, mức tiêu hóa nhiên liệu cũng như các thông số an toàn của chiếc xe màn hình trang bị màn hình giải trí thích hợp cam lùi rồi là bản đồ dẫn đường sẽ có các chế độ như là phanh tay điện tử, auto hold rồi là xây ghế các chi tiết xây ghế ở hai hàng ghế trước rồi là những cái chi tiết về có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và đây là không gian hàng ghế thứ hai đây các bác có thể quan sát qua nó cũng có trang bị đầy đủ những tiện ích cho người ngồi phía sau như rèm che lắng rồi là cửa gió điều hòa ở hai bên cánh cửa. Với những phiên bản mới gần đây thì nó sẽ di chuyển vào trung tâm chính giữa. Đấy. Những phiên bản cũ này thì nó vẫn ở hai bên cánh cửa. Và không gian cửa sổ trời thì cũng rất là rộng rãi. Đấy, bác có thể thấy những chi tiết rất đẹp ạ. và em sẽ mở cái phần cốp lên để anh chị và các bạn có thể hướng qua qua xe có trang bị đầy đủ những cái tính năng an toàn tiện đích như là đàm thoại rảnh tay hệ thống điều khiển hành trình ga tốc độ cũng như là người người lái có thể dễ dàng lựa chọn những các chế độ như là comfort rồi là normal sport qua những cái phím điều chỉnh trên vô lăng và xe cũng có trang bị cho anh chị và các bạn thích được bản đồ lavi dẫn đường cùng rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn trên mẫu xe này để chi tiết cụ thể thì em mời các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để có thể là trải nghiệm các tính năng công nghệ của mẫu xe này và em sẽ quay cho anh chị và các bạn trong video là em sẽ quay chi tiết cụ thể cho các bác về chất lượng của chiếc xe khi anh chị và các bạn xem mà có, có vấn đề gì mà cần thắc mắc có thể liên hệ em em sẽ giải đáp thắc mắc cho các bác cũng như là em quay cận cảnh những phần các bác yêu cầu để các bác có thể xem kỹ chi tiết cụ thể hơn đây là chi tiết về ghế phụ anh chị nhé ghế lái đấy là bên cạnh ghế lái là ghế phụ đấy nó có trang bị ghế, chỉnh điện đa hướng những chi tiết tắp đi tắp lô của chiếc xe nó vẫn giữ được trong tình trạng rất đẹp từ những cái phim bấm rồi trang bị đầy lộ start top và tiến tới tiếp đấy ta sẽ đi tham quan về cái động cơ của chiếc xe với chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ là 2.4 lít kết hợp với hộp số tự động là 6 cấp cùng với hệ dẫn động búng bánh giúp cho chiếc xe nó có thể vận hành trên mọi cung đường một cách dễ dàng. Đường khó khăn hay là đường dễ đều có thể di chuyển rất là nhẹ nhàng. Những chi tiết ốc ác của chiếc xe em quay để anh chị bạn có thể kiểm tra qua. Và chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.4 máy xăng sản xuất là 2015 miền tỉnh hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 710 còn thương lượng sẽ có hỗ trợ cho các bác khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình và có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi